Tập 10. Nếu như anh có gan thì mình đấu đao thật kiếm thật một trận đi. Nếu như anh mà thắng được lần nữa thì tôi bằng lòng chia địa bàn cho anh. Nếu như anh thua rồi thì đem cái thằng Quắc họ Trương đó để lại đây cho tôi. Hồng ca, hà cớ gì phải lấy mạng của các anh em để đánh cược như vậy chứ? Anh cũng biết đạo lý súng không có mắt, đao không có tình. Các anh em đều có người nhà phải chăm sóc, hà tất phải như vậy? Sợ rồi sao? Sợ? Ông nội đây lớn từng này rồi, chưa biết sợ ai bao giờ. Không tin hay sao? Mày ra đường dễ cái đường mà xem, bọn tao là la hay là người, hay là dắt ra ngoài đi dạo thử xem. Sao vậy? Các người đều là đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, hà tất gì phải làm đến mức lưỡng bại câu thương vậy? Nếu hai bên đều không có tổn hại gì thì cho tôi chút thể diện, bắt tay làm quà đi. Đại bảo, ý gì đây hả? Hồng ca, đây là chút tâm ý của tôi. Nếu như không có chuyện gì nữa thì sau này chúng ta gặp lại. Khoan đã, người của anh đánh người anh em lưu tâm của tôi thành cái bộ dạng này, vậy mà như thế là xong được hay sao? Đánh chó cũng phải ngó mặt chủ nhà chứ. Dựa vào quy tắc giang hồ thì hắn ta phải kính trà nhận lỗi mới được. Hiểu chưa? Thế mày tự làm đi, hay là để tao bảo người tới giúp mày? Đại bảo, người anh em xin lỗi nhé, tôi đã sai rồi. Tôi không nên đánh chó không có mặt chủ nhà như vậy. Hồng ca, hắn như này đâu phải nhận sai. Có mà mắng người thì có. Đi thôi. Hồng ca, không thể bỏ qua cho bọn đó dễ dàng như vậy được. Cậu nói cái gì? Kiệt Sâm và Lã Dạng Tài đều bại dưới tay Bao Nha Hồng. Đúng à, Bao Nha Hồng ở Thượng Hải cũng là nhân vật có máu mặt, nhưng có sự giúp đỡ của Kiệt Sâm rồi, bán ta vẫn không đấu lại Lã Dạng Tài. Phép vua thua lệ làng đó mà. Bao Nha Hồng này chính là một cơ hội của chúng ta. Thiếu tá, ý ngài nói là chuẩn bị xe đi, lát nữa đến Bao Nha Hồng. Hồng ca, chúng ta không thể bỏ qua cho bọn chúng được. Cái bang chó má đấy, Kiệt Sâm là cái thá gì chứ? Đúng là hiếp người quá đáng. Đúng vậy đó. Đại ca, đại ca, có khách tới. Người nào? Người Nhật Bản. Người Nhật Bản? Tao không có giao lưu gì với người Nhật hết, không gặp. Đại ca, Hồng tiên sinh, có bạn từ phương xa đến, chẳng phải vui lắm sao? Xa lánh bạn bè như vậy không tốt lắm đâu. Tôi là người lỗ mãn, mấy cái văn vẽ nho nhã này tôi nghe không hiểu đâu. Ông tìm tôi có chuyện gì không? Tôi đến đây tìm cậu là để bàn về chuyện hợp tác. Thế nào, không có chỗ ngồi cho tôi sao? Hợp tác? Chúng ta còn không quen biết nhau thì hợp tác kiểu gì đây? Nếu như hai người chúng ta hợp tác thì có thể nắm được bến Thượng Hải trong lòng bàn tay. Yoshikawa tiên sinh, mặc dù chúng ta không thân thiết cho lắm, nhưng mà ông đưa ra điều kiện này đối với tôi mà nói thì nó có sức hấp dẫn quá rồi. Nhưng mà nếu như tôi không nhớ nhầm thì bây giờ người nắm giữ bến Thượng Hải này nên là Kiệt Sâm và Tanaka, đúng chứ? Tôi có thể nói cho cậu biết, tôi có thể đánh bại Kiệt Sâm để cho cậu làm lão đại của Thanh Bang. Yoshikawa tiên sinh,
Có thể ông không hiểu mối quan hệ giữa Kiệt Sâm và Tanaka lắm. Trước khi Nhật Bản mấy ông tiến vào Thượng Hải thì Kiệt Sâm đã quen biết Tanaka. Năm đó Tanaka bước vào Tô giới đều là nhờ Kiệt Sâm giúp đỡ. Sau khi người Nhật Bản mấy ông chiếm đóng Thượng Hải, Kiệt Sâm thành lập công ty thương mại, cùng những người trong nước làm buôn bán trao đổi hàng hóa. Nhà cái lớn nhất đứng sau chính là Tanaka. Hơn nữa, Tanaka còn giúp Kiệt Sâm trở thành ông trùm của Thanh Bang ở Thượng Hải. Tất cả những điều này tôi đều biết. Ông chủ Hồng, cậu xem, tất cả những thứ này chắc chắn sẽ thay đổi thôi. Cậu phải nhớ rằng, con người tôi nói được làm được. Yoshikawa tiên sinh, ngài lòng ôm chí lớn, tại hạ vô cùng khâm phục. Đợi đến ngày các hạ lật đổ được Tanaka thì bao nha hồng tôi nguyện dốc hết sức mọn này vì ngài. Vu Tư đại ca, tiễn khách thay anh. Hồng tiên sinh, trong số những người tôi gặp thì anh được tính là người không có lễ nghĩa đấy. Thứ cho tôi không thể tiễn xa nhé. Hồng ca, tại sao anh không cùng hắn bàn bạc một chút đi? Tao thèm vào. Bây giờ tao đến cả bản thân còn khó đảm bảo, tao làm sao mà có thể hợp tác cùng với một tên điên được chứ? Đúng đúng, đúng rồi. Thế nào, có cá không? Cũng tạm. Đi đối phó với bao nha hồng thế nào rồi? Bao nha hồng tạm thời sẽ không gây phiền phức cho tôi, nhưng mà vẫn còn rất nhiều thế lực đang đục địch ngóc đầu vậy. Chúng ta không thể dựa vào cái phao cứu sinh Kiệt Sâm mãi được. Vậy thì cậu có dự định gì không? Tôi có biện pháp rồi. Cậu xin ông già cho tôi gia nhập Thanh Bang. Điều này sẽ che chở cho việc kinh doanh của Thiên Tiềm chúng ta, sẽ rất có lợi cho Lục Nhai đẩy mạnh công việc. Ông cảm thấy thế nào? Dạng tài, cậu nên biết rằng Thanh Bang là kiểu tổ chức như thế nào. Khi mà Tứ Nhất Nhị đảo chính, Thanh Bang đã giúp Tử Nhất Thạch tàn sát người của Đảng Cộng sản. Hắn ta có quyết thù với chúng ta. Tôi biết, tôi cũng không phải là thật sự gia nhập. Tôi chỉ là gì để hoàn thành nhiệm vụ thôi. Kế quyền biến ấy mà. Vậy cũng không được. Thành viên của Thanh Bang rất phức tạp. Bọn chúng có rất nhiều người nương nhờ Lũ Nhật làm hắn gian. Cậu nghĩ xem, số 76, Lý Sĩ Quần, Ngô Tứ Bảo, bọn họ đều là thành viên của Thanh Bang. Tôi lo lắng cậu tiếp xúc quá gần với bọn chúng sẽ có nguy hiểm. Lần trước phủ đầu bang đã vẽ ký hiệu chiếc điều rắn ngay trước cửa Thiên Thiềm. Toàn bộ công nhân đều đã từ chức. Chính là bởi vì không có sự giúp đỡ của tôi, cho nên công nhân không dám gây chuyện thị phi. Mặc dù bao nha hồng đang ăn trái đắng, nhưng mà tôi muốn tiếp tục ẩn nấp ở Thượng Hải, đồng thời phát triển sự nghiệp. Không có thân phận của Thanh Bang thì sẽ vô cùng khó khăn. Vậy nhiều năm như vậy chúng ta đã trải qua kiểu gì? Theo như cậu nói, vậy thì tổ chức ở Thượng Hải chắc chẳng thể phát triển nổi sự nghiệp. Lão Triệu, tôi không có ý này. Ông cũng biết mà, chính sách của Đảng Cộng sản chúng ta lúc này là thành lập chiến hào thống nhất kháng Nhật, đoàn kết tất cả những lực lượng có thể đoàn kết cùng nhau kháng Nhật. Nhưng mà cậu cũng phải xem mấy cái thành phần bang hội đều là loại người gì chứ. Bọn chúng đánh bạc, hút chích, mở kỹ chuyện, mở phường hút chích, bắt nạt dân lành. Bọn chúng làm hại người dân chẳng khác gì bọn Nhật. Lão Triệu, ông từng nói lần này thời làm súng phải làm thí nghiệm cho bọn Nhật ở chỗ chúng chiếm đóng được ở Thượng Hải. Đây là một nhiệm vụ bất khả thi. Nhiệm vụ phi thường thì phải có thủ đoạn phi thường. Vậy cũng không được. Được, cứ như vậy đi. Tôi thỏa hiệp chút vậy. Chúng ta ấy à, báo cáo với tổng bộ, xem các lãnh đạo có ý kiến gì. Bộ trưởng Lưu, anh thấy chuyện này thế nào? Chuyện này, tham mưu trưởng, tôi nghĩ thế này. Bọn họ mạo danh Tấn Tuy Quân xâm nhập vào Thượng Hải là một chuyện. Bây giờ thì sao? Xin ông già đó cho gia nhập Thanh Bang lại là một chuyện khác. Vì nên chuyện này tôi thực sự không biết làm thế nào. À đúng rồi, Lão Triệu là người phụ trách tổ chức ở Thượng Hải, ông ấy cũng không đồng ý. Vậy nên tôi xin chỉ đạo của thủ trưởng rồi. Thành phần thành viên của tổ chức Thanh Bang vô cùng phức tạp. Thượng Hải thì sao? Lại là một cái phố đèn đỏ.
Điều này đối với tiểu đội đặc nhiệm của chúng ta chính là một khảo nghiệm nghiêm khắc. Tham mưu trưởng, tôi cảm thấy lã vàng tài bọn họ sẽ qua được loại khảo nghiệm này thôi. Có bao người vượt qua được khảo nghiệm khắc nghiệt của chiến tranh nhưng lại gục ngã dưới sự cám dỗ của đồng tiền và sắc đẹp? Tham mưu trưởng, ý của ngài là từ chối yêu cầu của bọn họ? Không, tôi chỉ là nhắc nhở mà thôi. Tôi thấy thế này đi. Sau lưng kẻ địch chấp hành nhiệm vụ đặc biệt có thể linh hoạt nắm bắt, tùy cơ hành động. Ý của ngài là đồng ý với cách nghĩ của bọn họ? Đúng. Vậy được, tôi sẽ lập tức đi báo lại với bọn họ, nói rằng thủ trưởng đã đồng ý với cách làm của họ rồi. Nhưng mà cậu phải nói rõ với đồng chí của đảng ngầm ở Thượng Hải, mâu thuẫn giữa chúng ta với bang hội là mâu thuẫn giai cấp. Hiện tại dân tộc Trung Hoa đang ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Mâu thuẫn giai cấp là thứ yếu, có thể tạm gác bỏ. Đáng ghét. Lái vừa nãy anh rút không phải là quân ca đen đó chứ? Được đấy chứ. Vậy thì cậu muốn gia nhập thanh bang? Sao vậy? Muốn bám rễ lâu dài ở bến Thượng Hải này hay sao? Sâm ca, anh cũng thấy rồi đấy. Ngày đầu tiên tôi tiếp quản Kiên Thiềm, bao nhà hồng đã ra oai phủ đầu với tôi, khiến tôi phải đóng cửa chịu lỗ, lại còn giam giữ Trương Đại Bảo. Nếu như không có sự quan tâm của anh, chứ sợ rằng tôi đã sớm trở thành xác chết trên phố. Sao vậy? Chẳng phải đã nói rõ rồi hay sao? Nước sâu không phạm nước giếng. Nói thì là như vậy, nhưng mà sau khi khó bảo vệ nổi cậu ta thì lại nghĩ đến vài cái mục tiêu mới. Cậu ta có thể từng bước đi lên như vậy không phải là vì có sự giúp đỡ mù quáng của tôi hay sao? Tôi đang nghĩ các anh đều là anh em đồng môn, cứ để anh ra mặt giúp tôi mãi cũng làm khó cho anh quá. Nếu như tôi gia nhập thanh bang rồi thì cậu ta sẽ không thể làm khó tôi nữa. Vì làm ăn mà phải gia nhập thanh bang, đây cũng là chuyện thường thấy. Nhưng mà thế lực của bao nha hồng ở Hổ Tây và Sạp Bắc rất lớn, người bình thường không thể nào kiềm hắn được đâu. Giờ phải làm thế nào đi? Hiện nay trong thanh bang có vai vế cao nhất chính là mấy nhân vật lớn. Mấy nhân vật lớn có máu mặt ở Thượng Hải chẳng còn lại bao nhiêu. Ông chủ Đồng chính là một trong số đó. Chỉ có ông ấy mới có thể kiềm hãm bao nha hồng thôi. Vậy thì phải phiền Sâm ca tạo cơ hội gặp mặt rồi. Nếu có thể về dưới trướng của ông chủ Đồng thì sau này sẽ không có ai dám gây rối. Mọi người đều là anh em với nhau, giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên. Ông chủ à, nói cho anh chuyện này. Chuyện gì chứ? Chuyện của trợ lý Cát. Trợ lý Cát có chuyện gì? Không phải, trợ lý Cát bây giờ không có chuyện gì cả. Anh nói xem, ông ấy không có chuyện gì mà cứ đi đi lại lại ở Thiên Thiềm, cả ngày cứ lắm la lắm lét, nhìn đông nhìn tây, chả khác nào con chuột hết. Tôi sợ ông ấy sẽ gây ra chuyện gì đó. Vậy cậu định làm gì? Hay là để cho ông ấy rời khỏi Thượng Hải, trở về Sơn Tây đi? Vậy thì tôi phải nói với Kiệt Sâm thế nào? Không phải là dễ nói rồi hay sao? Cứ nói là bên quân Tấn Tuy cần dùng đến ông ấy, không thể thiếu ông ấy được. Cho nên điều ông ấy đi rồi, nghìn dặm xa xôi, cậu tiễn ông ấy đi đi. Cái này anh đừng nói, tôi phải làm chuyện này thật nhé. Ai tiễn ông ấy chứ? Hay là cho ông ấy bốc hơi luôn đi? Tôi thật không ngờ cậu sẽ nói như vậy. Tôi nói cho cậu biết, đây là bạn người đấy, chuyện này phải suy nghĩ thật cẩn thận. Thế này, cậu để tôi nghĩ xem, ngày mai tôi sẽ tiếp tục thương lượng chuyện này với cậu. Alo, ông chủ ơi, Sâm ca tới rồi, đã dưới lầu nè. Được, tôi xuống ngay đây. Ông ta cũng chẳng phải người tốt gì. Anh, cậu đừng nói gì hết, đợi tôi về rồi quyết định sau. Nhớ rõ chưa? Không được làm bậy đó.
Hai vị có đồ gì quan trọng không ạ? Mời để tạm ở đây. Được. Dạ, xin mời vào trong. Alo, alo, Samka à? Tôi là trợ lý Cát đây. Anh là Hà Thục sao? Hà Thục là thế này. Mong anh chuyển lời cho Samka, nói rằng tôi có chuyện quan trọng cần báo cáo với anh ấy. Đợi sau khi anh ấy quay trở về rồi, bỏ anh ấy lập tức đến vũ đường thiên tìm. À đúng, mang theo mấy người vào. Nhớ mang theo nhiều người chút. Thật ra công nhân của mấy anh đã sơn qua một lần rồi mà nó vẫn không sáng. Có một thứ gọi là sơn chống thấm. Loại sơn chống thấm đó rất là tốt. Loại sơn đó ấy à, sau khi sơn qua một lần lại sơn thêm một lớp sơn chống thấm nữa thì sáng hơn nhiều rồi đúng không? Vẫn có một thứ khiến tôi lo lắng. Dì ca, thấy cái cửa này kiên cố chưa? Làm từ bê tông đó. Nếu như mà khóa từ bên trong, khóa từ bên trong ấy à, tôi nói với anh, có muốn mở ra trừ phi là dùng bơm, nếu không thì còn lâu mới mở được. Cái sân khấu này cậu phát hiện chưa? Cái đóng kính này, cái đóng kính này, lần đầu tiên tôi đến đã thấy rồi. Cái đóng kính này ấy à, chắn hết cả ánh sáng rồi, tối lắm. Lúc khiêu vũ sẽ không được đẹp cho lắm. Tôi gọi các cậu đến đây để đem đóng kính này nhấc ra chỗ khác. Nhấc ra xong thì nhấc cái đèn ở bên đó, thêm vào đó gấp đôi gấp ba cũng được. Kỳ Sâm đến rồi hay sao? Sư phụ, con đến thăm người đi. Tốt, con giới thiệu đôi lời. Được, đây là đối tác làm ăn kinh doanh của con, tên là Lã Dạng Tài, là người của Tấn Tuy Quân của Diêm trưởng quan. Đồng lão gia, chào ông. Đây là chút qua gặp mặt. Diêm trưởng quan rất nhớ ông. Anh ấy bảo tôi đến bến Thượng Hải, nhất định phải đến thăm ông. Nào dám? Không dám, không dám đâu. Diêm trưởng quan Diêm Tích Sang, cả một cái thuyền to như thế sao lại cập bến chỗ của tôi được? Cái bến đò nhỏ này ấy à? Ông chủ đồng, ông khách sáo quá rồi. Ông là một trong ba người có tiếng nhất ở bến Thượng Hải này. Cái bến đò ấy mà nhỏ hay sao? Giảng bối kính ngưỡng lần này đến là vì có lời thỉnh cầu không được hợp tình cho lắm. Muốn bái ông làm thầy. Bái sư? Tại sao anh lại muốn bái tôi làm thầy? Bái sư chính là để vào lúc bản thân mình dao động, có thể tìm được một người làm chủ cho mình. Con người quá dễ bị dao động. Gió thổi cỏ lay, đứng núi này trong núi nọ, ham ăn miếng làm. Nào có được mấy người đầu đội trời chân đạp đất trời sinh. Cho nên chúng tôi mới cần có một người thầy để dẫn dắt. Ngoài ra con người còn quá dễ tự mãn, vừa mới có chút tiến bộ nhỏ đã dễ dãi thả lỏng rồi. Có ánh mắt tin tưởng của thầy đây thì sẽ có thể làm đổi tính tự giác. Có tính tự giác thì mới có tiến bộ được. Miệng lưỡi nhanh nhẩu đấy, biết nói chuyện đấy. Lúc nãy Kiệt Sâm nói anh ta tên gì nhỉ? Họ Lã tên Dạng Tài. Lã Dạng Tài hơi quen nha. Anh chính là cái tên đã đánh Lưu Tam, là thuộc hạ của Bao Nha Hồng đấy đúng không? Là còn lôi dĩa thiên thiệm lôi xuống khỏi đài đó đúng không? Ông Đồng, tôi với Hồng Ca thật có chút hiểu lầm với nhau. Được rồi, được rồi. Tôi là tôi đã rút khỏi giang hồ. Người trong ngành nói tôi già rồi, sắp xuống mồ luôn rồi, sắp chạy đến cửa để đại tiểu tiện luôn rồi. Sư phụ, ta nói chuyện với anh ta đừng có ngắt lời ta. Ông à, tại hạ không phải là người trong ngành, lần này đến là thành tâm bái sư. Câu dây chuyện lật đổ thiên thiệp khiến ông tức giận thì đúng là lỗi của người ngoài tôi đây. Ông muốn đánh muốn phạt thì tôi bằng lòng chịu. Không cần đâu. Tôi nghe nói Diêm Tích Sang ở Sơn Tây làm vua một chốn, nhưng cũng đâu cần đến bến Thượng Hải đi thị uy.
Ông à, ông hiểu lầm rồi. Diêm trưởng quan vẫn luôn rất tôn kính ông. Tôi đã không còn tác dụng gì ở trên giang hồ nữa rồi. Bây giờ là thiên hạ của mấy người trẻ tuổi các anh rồi. Sư phụ à, sao thế được? À đúng rồi, hôm qua Bao Nha Hồng còn đến tố cáo mấy người nữa cơ. Nói anh làm ăn lớn, sau này cũng phải dìu dắt vị sư đệ này của anh rồi. Vâng. Không phải là ta trách mắng con, có trách thì chỉ trách tên người ngoài này thôi, đã làm nhiễu loạn sự yên tĩnh của ta. Người đâu? Giữ lại một cánh tay của hắn rồi đuổi ra ngoài. Dừng, đợi đã. Sư phụ, anh ta là người của Diêm trưởng quan, cứ thế mà đoạt đi một cánh tay của anh ta thì sợ rằng ngày sau gặp mặt sẽ chẳng thể yên nổi đâu. Ta mà sợ tên quèn đến từ Sơn Tây này chắc. Sư phụ à, Diêm trưởng quan còn tặng quà mừng vào đại thọ 60 tuổi của người nữa mà. Người còn nhớ hay không? Bây giờ người ta đến thăm hỏi, người cứ như vậy mà cắt mất một cánh tay của người ta thì không ổn cho lắm đâu. Được rồi, được rồi, đừng có mà nịnh hót ta nữa. Kiệt Sâm, giờ thì con giỏi rồi, dám quyết định thay ta nữa. Ông à, đừng khách sáo, tất cả đều là lỗi của tôi. Tôi bằng lòng chịu phạt mà. Vậy thì cậu đến đây là muốn giở trò lưu manh đấy hay sao? Tôi đã nói rằng tôi không phải người trong ngành, sao lại có thể nói là giở trò lưu manh cho được? Chuyến này tôi đến Thượng Hải là do có nhiệm vụ cần làm thôi. Ấy là chuyện có liên quan đến chuyện kháng Nhật. Nhưng mà tôi đến bên Thượng Hải đâu đâu cũng gặp chướng ngại hết. Tôi muốn được nhận vào dưới trướng của ông để được bảo vệ. Tôi biết ông già rồi, tuy rằng cũng đang nằm trong vòng nguy hiểm, nhưng mà ông có thể giữ gìn sự trong sạch, không hề bị vấy bẩn bởi bọn giặc xâm lược Nhật Bản, cho nên tôi mới tùy tiện đến thăm. Quá ra là như vậy. Nhưng mà tôi nghe nói Diêm trưởng quan của mấy người thái nguyên thất thủ, ngồi yên một chỗ, sợ rằng đến Sơn Tây cũng chẳng giữ nổi. Thế mà còn phải cậu đến Thượng Hải để kháng Nhật hay sao? Tôi biết rằng ông chủ đồng vốn trung nghĩa, tôi có thể thề với trời rằng lần này tôi đến đây thật sự là vì nước vì dân. Nếu có nửa câu dối lừa, nguyện bị trời đánh. Lã tiên sinh, anh vẫn nên giữ những lời này để nói với quỷ viên trưởng của mấy người đi. Tôi mệt rồi, tôi muốn đi ngủ thôi. Vậy thì không làm phiền ông nữa, lần sau tôi lại đến thăm ông. Không ngờ rằng sẽ quậy thành tình thế như này. Xem ra Bao Gia Hồng có người chỉ đường trước khi chúng ta gặp ông ấy. Vậy thì cũng không đến mức quậy thành muốn chặt chân chặt tay. Bằng không thì còn chuyện gì khác chăng? Không có gì đâu. Qua đôi hôm nữa, đợi tâm trạng có mấy tốt hơn thì tôi lại đến thăm lần nữa. Vậy thì nhờ cả vào anh vậy. Làm gì? Làm gì đó? Sao mà anh cứ đờ ra thế? Sau đó, tại sao tủ lại bị mở ra rồi? Khóa rồi. Ai ở bên trong đó? Bên trong có người không? Trợ lý Cát, ông ở bên trong hay sao? Tôi thấy ông vào mà. Ra đi đi. Chân kìa.
lão ấy đang trốn ở trong đó. Lão ấy đi đôi giày đó mà. Không phải sao vậy? Tại sao trợ lý Cát lại trốn ở trong đó thế? Tôi đã nói chuyện với ông chủ ở trong phòng giám đốc rằng trợ lý Cát lúc này ấy à, không có ích gì đối với chúng ta nữa rồi. Nói trắng ra là bảo ông ấy về quê đi. Ông chủ thì bảo là ai tiễn ông ấy đi. Thì tôi lại vô tình nói trúng một câu rằng hay là để ông ấy biến mất đi cho rồi. Hình như là lão ấy nghe thấy, nên lúc nãy lúc tôi đưa người đi làm việc ấy, trợ lý Cát đứng đó gọi điện thoại. Tôi vô tình liếc ông ấy một cái, đe dọa ông ấy đến mức nói mãi không thôi. Tôi biết cái lão này có thực giật mình. Sau đó lúc đi qua cứ nói nói, ngoảnh lại nhìn thì đã không thấy đâu nữa rồi. Không thấy thì tôi đi hỏi công nhân. Công nhân thì chỉ tôi về phía này. Tôi biết ngay là lão chạy đến chỗ này, chắc chắn là ở đó. Lúc nãy tôi nhìn thấy cả giày luôn rồi. Sao giờ á? Cậu mở cửa ra là được rồi, nhanh lên. Tôi mở cửa ra ấy. Đúng đó, cửa cậu làm thì cậu mở đi. Vì ca tôi đã nói với anh rồi, nếu như khóa ở bên trong thì có dùng bơm cũng không mở nổi. Sao tôi mở ra được? Thế thì cậu làm cái vớ vẩn này làm gì? Anh xem, là anh bảo tôi làm mà. Anh còn bảo là càng kiên cố càng tốt. Thì cậu động não chút đi. Động não mà nghĩ xem còn cách nào mở ra được không. Lát nữa ông chủ đến đây có trách thì tôi không gánh nổi đâu. Lẹ. Kiếm ít giấy báo vớ vẩn đến đây. Lẹ lên. Gì cơ, giấy báo dứt đi à? Kiếm nhiều chút đem đến đây. Lấy giấy báo làm gì? Hung ổng qua cái lỗ thông gió đó. Hung chổng bằng ra thì thôi. Lẹ đi, nhanh lên. Trợ lý Cát, tôi khuyên ông ra đây thì hơn. Nếu như ông bà không ra thì lát nữa à, có khi ông biến thành vịt quay Bắc Bình đấy. Có ra hay không đây? Trợ lý Cát. Đây rồi. Ở đây rồi. Diêm đâu hả? Đây. Trợ lý Cát, tôi nói lại lần nữa nha, nếu mà ông không ra thì chúng tôi hung ông thật đấy. Đã thấy hay chưa? Trợ lý Cát à, hiệu quả đấy. Quạt mạnh lên chút xíu. Nào tiếp đi. Trợ lý Cát, ông đừng có mà rượu mời không uống mà lại đi uống rượu phạt nhé. Ra đây đi nào. Trợ lý Cát, ông xem, ông ho rồi kìa. Ra đây đi. Tôi không ra. Có chết thì tôi cũng không ra đâu. Tôi biết mấy người muốn giết người diệt khẩu. Ai giết người diệt khẩu đó, nói đùa thôi mà. Ông coi là thật đấy hay sao? Tôi còn lâu mới tin đấy. Tôi nói cho mấy người biết. Đi lẹ đi, mau chạy đi. Lúc nãy tôi đã gọi điện thoại cho Kiệt Sâm rồi. Tôi bảo cậu ta đưa thêm mấy người đến. Đợi bọn họ đến rồi thì mấy cậu cũng chẳng chạy được đâu. Mau chạy nhanh lên. Chết rồi. Lấy thật sự nói chuyện ấy cho Kiệt Sâm rồi. Lát nữa Kiệt Sâm đến đây thì phiền to. Ông chủ à, về rồi hay sao? Lúc nãy trợ lý Cát gọi điện thoại bảo ông mau đến Thiên Thiềm. Hình như ông ấy có chuyện quan trọng muốn nói. Trợ lý Cát, lúc nãy tôi mới chào Lã Vạn Tài xong, không nghe anh ta nói rằng trợ lý Cát tìm tôi. Ông ấy nói rằng lúc ông đi đưa thêm mấy người đến. Thập Nhất, cậu đi xem ông ta giỡn trò gì đi. Đại ca đã về hay chưa? Không phải trợ lý Cát đã ra hay chưa? Chưa thì cậu ra đây làm gì? Không phải, cũng đâu phải là hung chuột đâu, mà nói ra là ra được. Thế thì cậu hung tiếp đi, còn hung nữa thì chết người đấy. Cậu hung chết cái lão khốn đấy đi. Cậu hung cho tôi, hung đi, hung tiếp đi. Ông chủ à, hỏng rồi. Cái lão khốn ấy, lão khốn nào cơ? Trợ lý Cát ấy tố cáo chúng ta rồi. Toan rồi, ông ta trốn vào tầng hầm luôn rồi. Có gọi thế nào cũng không ra, chỉ có thể làm như thế thôi. Hùng tiếp đi, hùng tiếp, hùng chết lão ấy. Cậu làm gì đó, làm gì hả? Cậu đốt lửa hay sao? Cậu đối xử với trợ lý Cát như thế sao? Trợ lý Cát, tôi là Lã Vạn Tài đi. Ông mở cửa ra cho tôi đi, chúng ta thương lượng một chút. Tôi không mở, không mở đó. Có chết tôi cũng không mở.
Trợ lý Cát, nếu như bọn họ đắc tội ông thì ông yên tâm đi, tôi nhất định sẽ phạt bọn họ thật nặng, xả cục tức này giúp ông, có được không? Ông mở cửa ra đi, không có lương tâm. Qua cầu đúc gián. Trợ lý Cát, giữa hai ta nhất định có hiểu lầm rồi. Ông mở cửa ra đi, nghe tôi giải thích đã. Không cần phải giải thích, không thèm, cứ đợi đó. Đợi Kiệt Sâm đến rồi. Được, chúng ta ba mặt một lời, chúng ta giải thích cho rõ, như vậy được không? Trợ lý Cát, lãnh đạo giữa chúng ta không có gì hay sao? Không có, không có. Tôi đây. Biết rồi. Ông chủ à, chết rồi. Kiệt Sâm đến Thiên Thiềm rồi. Đưa nhiều người đến lắm. Mấy cậu lên đó mời Kiệt Sâm. Lên phòng làm việc của tôi, ở lầu trên trước đi. Tôi đến ngay đây. Tôi bàn bạc với mấy đôi câu. Nhanh lên. Đi đi, ra đây. Đi thôi. Trợ lý Cát, ông không ra cũng không phải là cách hay đâu. Ông xem. Ông bị hôn cũng khó chịu lắm đúng hay không? Sâm ca, uống trà đi. Đây là đại hồng bào thượng đẳng. Cảm ơn. Sâm ca, ông chủ của chúng tôi ấy à? Nghe nói anh đến đã bảo hai người chúng tôi đến ngồi với anh trước. Anh ấy nói có chút việc gấp, không bỏ dở được. Anh ấy nói xử lý xong thì sẽ qua đây ngay. Không phải là tôi đến tìm Lãnh Vạn Tài đâu. Tôi đến để tìm trợ lý Cát. Ông ấy gọi điện cho tôi, nó có chuyện gấp. Ông ấy đâu? Trợ lý Cát ấy à? Ông ấy mà có chuyện gấp gì chứ? Trợ lý Cát đâu rồi? Lúc nãy vẫn ở đây mà. Có phải là xuống lầu rồi hay không? Ông ấy đi đâu rồi? Tôi đi tìm xem. Sâm ca, tìm trợ lý Cát cần phiền tới anh hay sao? Đi, gọi trợ lý Cát đến đây. Được rồi, không cần phiền như vậy đâu. Tôi rõ Thiên Thiềm hơn mấy anh nhiều đó. Có tin hay không? Chúng ta cùng nhau đi tìm ông ấy. Chắc chắn là tôi tìm được ông ấy trước mấy anh. Sâm ca, anh nghe tôi nói đã. Trợ lý Cát ấy à? Ông ấy là đứa trẻ lớn xác. Ông ấy gọi điện cho anh nói có chuyện gấp. Chưa biết dừng, là đùa anh đó thôi. Rốt cuộc là có chuyện gì chứ? Nói đi. Trợ lý Cát xảy ra chuyện gì rồi hay sao? Cát, trợ lý Cát xảy ra chuyện gì rồi? Có chuyện gì đâu. Cao hứng, nhảy nhót chút thôi. Anh xem, chẳng có chuyện gì cả. Tôi nghe không hiểu anh đã nói gì hết. Tôi tự đi tìm, không phải đâu. Sâm ca, sao anh lại tới đây? Tại sao tôi lại đến đây hay sao? Ông gọi điện nói tìm tôi có chuyện gấp mà. Ông nói xem tại sao tôi lại đến đây. Là ông tìm Sâm ca mà. Nhanh thế mà đã quên rồi hay sao? À, chuyện là thế này. Sâm ca, tôi gọi điện thoại cho anh là có ý gì? Anh có biết hay không? Tôi gọi điện cho anh là vì tên tiểu tử này. Anh có biết là anh ta làm gì không? Sâm ca, tên tiểu tử này á? Anh ta là Lã Vạn Tài mà, là thương nhân đỉnh nhất của Tấn Tuy Quân. Còn là ai vào đây được nữa? Không chỉ đơn giản như thế đâu. Tên tiểu tử này ấy, Anh ta chính là cháu ngoại của tôi. Tôi là ông cậu của anh ta đấy, có biết không? Còn có chuyện này nữa hay sao? Đúng đó, đúng. Đúng là chuyện ấy. Nhưng mà tôi ngại nói. Là thế này Sâm ca, cháu ngoại của tôi ấy à, da mặt mỏng, cho nên anh ta với chuyện hôn sự của Hiểu Quyển trước sau vẫn chưa thu xếp ổn thỏa được. Anh bảo cái đứa mồ côi cha mẹ này phải làm thế nào đi? Còn chẳng phải nhờ tôi là người làm ông cậu đây sắp xếp chuyện này hay sao? Cho nên Sâm ca, hôm nay gọi điện cho anh, gọi anh đến là vì chuyện này đó. Nên mà. Cậu ta là anh em của tôi. Anh em tính chuyện cưới gả, tôi nhất định giúp đỡ. Đúng chứ? Được.
Sam ca, tại sao hôm nay lại đưa nhiều người đến thế? Bây giờ bên ngoài loạn quá, không thể không phòng được. Đặc biệt là hôm nay đến sân khấu lớn của Thiên Thiềm. Bây giờ mấy anh chuyện gì cũng phải cẩn thận đó. Chuyện gì cũng phải cẩn thận. Được. Trời ơi là trời, đất ơi là đất. Nào, rót trà cho trợ lý Cát đi. Đồ lúc nãy Kiều Sâm để lại, không uống thì cũng lãng phí. Ông chủ à, ném một bên đi. Ông chủ, anh được đấy. Lúc nãy tôi hết hun khói, lại đốt lửa, sắp biến ổng thành heo sữa quay luôn rồi. Bỗng còn không ra nữa. Tại sao anh mới nói có đôi ba câu mà đã dụ được ổng ra thế? Vợ ơi là vợ, con ơi là con. Ông đừng có kêu gào nữa, còn khóc nữa là tôi bịt luôn mồm con đấy. Lấy tức thối nhét vào đấy. Ông chủ à, anh nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Tôi nói với ông cậu của tôi rằng là quê của ổng là ở Thành Vận, Sơn Tây, nhà số 20 ở phố Hà Tây. Vợ ông tên là Thục Trân, nhưng mà ông chắc chắn không quan tâm bả nữa. Bởi vì lúc ông ở Thái Nguyên đã cưới một cô vợ nhỏ, nhưng mà con trai vẫn còn ở bên cạnh vợ lớn. Người của tôi ở ngoài cửa, chỉ cần một câu của tôi thôi là bọn họ bị giết là cái chắc. Giờ ông không hy vọng rằng ông lấy mạng của con trai ông ra để mạo hiểm đâu. Không hy vọng ông làm chuyện gì không thiết thực. Cho nên vợ rồi cả con của ông nữa, thêm vợ nhỏ nữa, đều hy vọng rằng ông có thể mở cửa ra. Ông cậu tới à, là một người trọng tình trọng nghĩa cho nên mở cửa. Anh trả vợ con lại cho tôi. Ngoan ngoan nào, được rồi trợ lý Cát. Bây giờ ra rồi, tôi đảm bảo rằng bọn họ nhất định sẽ bình an vô sự thôi. Thật chứ? Ông cậu à, khóc làm gì? Có gì mà phải khóc đâu. Ấy là chuyện tốt mà, có phải hay không? Tôi nhìn không ra là ông còn có cả vợ nhỏ nữa đó. Ông đã thành ông cậu rồi, ông nên vui mới phải. Khóc gì mà khóc. Trợ lý Cát là một người thông minh. Ông làm ông cậu của tôi rồi, vẫn còn muốn hợp tác với Kiệt Sâm, lo chuyện cưới xin giúp tôi. Điều ấy chẳng khác nào vẽ cho mình một tấm bùa hộ mệnh. Trợ lý Cát, ông cứ yên tâm đi, tôi sẽ không đưa ông về Sơn Tây đâu. Ông cứ ở đây vui vẻ mà lo chuyện cưới xin của tôi. Lúc nãy à, ông là bề trên, ai dám động vào một cọng lông của ông thì lã dạng tài tôi sẽ là người đầu tiên phản đối. Anh ấy nói nghe kích thích ghê. Đại tá đến. Nghiêm. Các vị ngồi đi. Thượng Hải là thành phố quan trọng của Viễn Đông. Cộng sản đảng, quốc dân đảng, nước Anh, Mỹ, Pháp đều có hoạt động gián điệp ở nơi đây. Bến Thượng Hải lúc này thực đã trở thành thiên đường của gián điệp. Bộ phận then chốt của chúng ta có sứ mệnh chủ yếu xử lý cho tốt vụ án gián điệp. Cho nên chuyện của thợ làm súng tôi để ý khá ít. Hôm nay tôi mở cuộc họp này chủ yếu là muốn nghe xem Yoshikawa tiến triển thế nào rồi. Bộ phận then chốt của chúng ta đã giúp được những gì rồi. Cảm ơn đại tá đã ủng hộ hết mình. Từ lúc thợ làm súng trốn thoát đến nay, chúng tôi đã toàn lực điều tra. Giờ đã có một số manh mối, nhưng mà đã gặp phải một chút khó khăn. Ví dụ như ở bên trong tô giới, chúng ta hơi do dự. Ví dụ như thợ làm súng có mối liên quan đặc thù với một số người nào đó. Hôm nay đại tá triệu tập cái hội nghị này đã tiếp thêm cho chúng tôi niềm tin rằng chúng ta nhất định sẽ nhanh chóng bắt được thợ làm súng. Đại tá, trong quá trình chúng tôi điều tra đã phát hiện ra một phạm nhân đảng cộng quan trọng có quan hệ mật thiết với thợ làm súng, mà người này đang nằm trong sự khống chế của bộ phận then chốt của chúng ta. Nhưng mà lại cứ trì trệ, không cho chúng tôi thẩm vấn. Có chuyện này nữa hay sao? Michiro, chuyện gì đây? Báo cáo đại tá, người này có liên quan đến gián điệp của anh Mỹ, có sức nặng nhất định. Thẩm vấn hắn cần chữ ký của tư lệnh Fujita. Nếu đã như vậy thì cậu lập tức phái người liên lạc với bộ tư lệnh giúp đỡ Yoshikawa điều tra người này cho ra lẽ đi. Mau đi làm đi. Rõ. Ono à,
Cái phạm nhân mà cậu nhắc đến đó quan trọng đến vậy sao? Người đó tên là Lão Tiêu, là đặc phái viên của Trung Cộng giam bắt. Long Ngũ Hổ ngày trước bị hắn bắn đứng, bọn giặc cộng hận hắn lắm. Bây giờ nếu như chúng ta để Michiro lo chuyện này, thì tôi sợ rằng chuyện ấy sẽ không thể nào kết thúc được đâu. Vì sao? Ngài nghĩ mà xem, tư lệnh Fujita bận như thế, đã có rảnh mà quan tâm một phạm nhân? Chúng ta có thể thẩm vấn Lão Tiêu hay không, hoàn toàn phải chờ một câu của Tanaka. Nhưng mà giờ đây, ngoại trừ cái mảnh giấy của Thu Trương ra, thì ấy là manh mối duy nhất rồi.